rối loạn giấc ngủ, axit uric cao đúng không? Mà Mất ngủ 10 năm rồi. ngủ cứ trằn trọc, không vào giấc ngủ được. Không vào giấc được như đúng không? ai cỡ quậy cái mình tỉnh là xong, tỉnh xong là lại không vào được ngủ Rồi, luôn. ok, hiểu Em rồi. thì chân tay hay lạnh, Chân tay hay lạnh, sợ lạnh, sợ đúng lạnh, không? và đi tiểu đêm. Trước thì đi mình uống nước buổi tối đi thì 2-3 lần thì hết mất đêm rồi đấy, xong lại đau lưng nữa, thế là đủ các thứ, thành ra là không có giấc ngủ được. Và bây giờ uống hạn chế nước đi thì được còn 1-2 lần. Bây giờ làm sao điều trị nó khỏi bệnh, đúng không? Nhiều khi không ngủ được cảm thấy thèm giấc ngủ ngon. Em đi đi Ok. mua cả Được. cái Edusen Seducen để uống, cái đấy cực mạnh uống mà à? khắc ngủ. Sao cho hết cả tiểu đêm luôn nhá. Tiểu đêm thứ nó sẽ ổn định hơn. Cái tình trạng sức khỏe của em như này thì uống bao nhiêu lần thì nó đỡ được? Em uống, cứ uống vào em thấy sẽ thấy nó có những cái thay đổi tốt lên rồi. Mà Uống một thời gian đều đặn, anh nghĩ em cứ chắc là phải ít nhất là 2 tháng. Nhưng nó sẽ thay đổi dần dần, tốt lên dần. Tất nhiên là để ngủ ngon hẳn chẳng hạn thì nó cần có thời gian. đúng là phải kiên trì đấy, cũng phải tập luyện sức khỏe nữa. Có lúc nào em rảnh em tập luyện được thể dục thể thao là nó cũng cảm thấy đỡ hẳn luôn, lưng liếc nó đỡ mỏi. Nhưng mà mình Có chạy không? nhưng mà em lại bị như kiểu khớp chân Khớp khớp gối tay à? nó vấn đề gì, cứ chạy cái là nó lại đau. Chạy nhẹ thôi. Vâng, Đưa anh lên cùng với anh kia, cho anh lên anh xem luôn cho cả hai ok anh.